Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Lên đường, tôi và anh là một người bạn thân trong cuộc đời. Sánh bước bên nhau để rồi giờ đây em phải chia tay, đi theo người yêu mới về dưới Sài Gòn nha cô chú anh chị. Xe này Trần Anh đã bán cho một người anh trai ở dưới Sài Gòn rồi. Hai vợ chồng son đây, đó lên lấy xe rồi, kết thúc một nhiệm kỳ nha cô chú anh chị nha. Hẹn cô chú anh chị ở nhiệm kỳ tiếp theo bên Trần Anh Ô Tô. Bỏ cái ly bên cho anh dọn xong rồi nè. Cô chú anh chị đẹp không? 25 full kính đôi chơi, lên đôi chơi hơn 30 triệu nha. À, khách lên coi cái ưng ý luôn. Anh chị thấy Trần Anh tả xe có sai không? Anh khách ảnh kêu thà mua xe để cho bên Trần Anh dọn còn hơn đưa cho người khác dọn. Tại vì sao? Bên em có công nghệ dọn dẹp và làm đẹp toàn bộ trên chiếc xe rồi. Cho nên là bà con cô bác mua về chạy từ Đồng Sơn Tân Võ đến trên, từ trên xuống dưới rất là ok. Đó, chúng ta đã đánh bóng về cái thân vỏ của xe cô chú anh chị nha. Và rồi chúng ta đi vào phần nội thất và option của em nó thì sao ạ? Full 5D, full đồ chơi 30 triệu, ok chưa? Có thiếu gì không? Loa súp màn hình trước, màn hình sau, kính hết rồi. Nè anh chị coi do ly nè, anh chị coi nghe nghe nhá. Đó, anh chị nghe chưa? Cửa nè. Đến nỗi bây chừng anh kỹ như thế này nè. Dây cô loa nè, nó cũ rồi, qua thời gian năm con thấy nó cũ rồi. Thay toàn bộ dây cô loa mới cho anh trai luôn. Đó, mình bán hàng để cho khách đảm bảo cái tuyến đường khách đi là phải ok, đi tốt trung bình với mẫu xe bên Trần Anh Ô Tô bán ra. Ok chưa cô chú anh chị? Keo chỉ thì sao ạ? À? Và rim 100% và con tim đã vui trở lại. Ok chưa bà con? 2.0 lít. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này đâu đó nó rơi vào tầm khoảng 11 lít trên 100 km. Đây là anh trai và chị đã tới mua xe nè. Anh tới anh trải nghiệm khi sau khi mà lúc mà Trường Anh dọn xe xong anh trai thấy như thế nào? Anh trai cứ góp ý đi. À, bên Trường Anh thì dọn xe rất ok, xe đẹp tả sao và y vậy. Rất là ưng ý. Về mà cái ví dụ như cái dây cô loa hồi nãy đúng không? Dây em để im em bán cho anh cũng được nhưng mà Trường Anh thay mới cho anh trai tặng hết luôn. Ok. Ok chưa? Ok. Bắt tay cái. Rồi đây người đẹp lên sóng luôn ha. Đây là người đẹp rồi. Đây là vợ của anh này, hai vợ chồng. Rồi em làm giấy tờ cho anh trai xong rồi. Đó cô chú anh chị nào yêu quý Trường Anh thì alo cho em. Vừa về mẫu Isuzu nè, đời thấp, giá tiền rẻ bèo, mà chất xe thì tuyệt vời nữa. Nha cô chú anh chị nha. Mình mua bán mình phải uy tín, phải thật thà, phải chuẩn và được cái cô chú anh chị tin tưởng. Ok chưa? Xíu nữa Trường Anh sẽ đăng mẫu do ly này cho cô chú anh chị Isuzu, cho cô chú anh chị này coi. Được chưa cô chú anh chị? Rất là đẹp nha. Ghế 5D, vô lăng 4 chấu, màn hình Android, máy dầu 2.5, mẫu này 6-7 lít dầu, đi sướng cực kỳ, không phải suy nghĩ nhá. Đây bà con, nội thất đẹp không? Bay lạnh luôn, một trước hai sau. Ghế ở trong thì sao ạ? À? Nói về phần ghế thì option ở trong nè, tương đối là chỉnh chu, đẹp không? Chỉnh chu lắm. Máy ô em, được cái bên trường anh dọn cục máy thì bá cháy cũng bỏ chết rồi. Nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị là đam mê về mẫu nào thì alo cho Trường Anh Ô Tô. Em lanh quanh thì được còn mấy xe thôi. Đây bà con, rồi mẫu Kia Karen, Karen 209 nè. Em đã review clip rồi. Xe cọp máy rin. Nha cô chú anh chị, 209 châu già thích gặm cỏ non. Cỏ non còn mãi răng châu tan tành. Đây bà con, xe VIP lắm. Cabo hả anh? Dạ dạ. Đây đây, xe này tuyệt vời luôn anh ạ. Đây anh trai. Rồi. Rồi mở rồi anh trai. Dạ. Trời ơi. Chị, đây là hai cô chú anh chị tới coi mẫu Mitsubishi Grandis bên Trần Anh nè. 208 hàng cọp nha cô chú anh chị. Cái mặt này có canh chỉnh rồi. Còn số má là rim. Đúng rồi, đúng rồi anh trai. Thì em có nói rồi mà. Thôi chẳng anh kết thúc chương trình tại đây này. Em see you, em goodbye nha. Xong chưa? Bớt cho anh 500 tiền xăng cổ về. Đó là anh em giao lưu lý lộc nha. Còn anh có bớt cho em cái gì thì anh bớt. Em kết thúc chương trình tại đây này. Chẳng anh see you, em goodbye.